ta bắt đầu những tiết mục sôi động và tuyệt vời nhất của buổi tối ngày hôm nay, thì xin cho phép có thể được thông báo đến tất cả các anh chị cán bộ công nhân viên, đó chính là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến dưới 1 tỷ đồng dành tặng cho rất rất nhiều những anh chị may mắn ngày hôm nay. Không biết là các anh chị đã sẵn sàng để nhận về cho mình những món quà chưa ạ? Không biết là các anh chị nào chúng ta ngày hôm nay muốn đem về những món quà mà công ty đã chuẩn bị ạ? Các anh chị có thể giơ cao cánh tay của mình được không ạ? Ai muốn nhận quà đâu? Trước tiên thì xin cho phép có thể được thông báo với các anh chị về những cái phần quà ngày hôm nay chúng ta có. Một giải đặc biệt là một chiếc TV LED Skyworld trị giá hơn 4 triệu đồng. Hai giải nhất là hai chiếc nồi cơm điện Look & Look trị giá hơn 1 triệu đồng. Ba giải nhì đó chính là bếp từ Bluestone gần 1 triệu đồng. Và 5 giải ba đó chính là một bộ dao vuông đĩa cao cấp. Và 10 giải khuyến khích đó chính là bình đun nước siêu tốc đến từ thương hiệu Samsung. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng bốc thăm 10 giải khuyến khích đó chính là bình đun nước siêu tốc thương hiệu Samsung. Và không biết là quý vị đã sẵn sàng lên sân khấu nhận quà chưa ạ? Vâng ạ, xin cho phép có thể được mời một anh chị nào đó, chúng ta có thể cùng tiến lên sân khấu để giúp có thể tìm ra được những người may mắn đầu tiên không ạ? Không biết là anh chị nào chúng ta xung phong lên sân khấu ạ? Xin cho phép em mời một anh một chị nào đó lên sân khấu được không ạ? Rồi, xin mời bóc cái đầu tiên trộn lên cho em trộn lên. Đồng đều lên. Vâng, xin mời bóc lá phiếu đầu tiên. Vâng, xin mời anh đọc thật to tên của vị khách may mắn đầu tiên được không? Vâng ạ, xin chúc mừng anh Bùi Văn Úc ạ. Không biết Bùi Văn Úc đang ở đâu ạ? Vâng ạ, xin mời những người có tên cùng tiến lên sân khấu ạ. Người thứ nhất ạ, có chùm em, người thứ hai ạ, Bùi. Người thứ hai, Trần Thị Tiền ạ. Xin mời chị Tiền, chúc mừng chị Tiền ạ. Xin mời anh Thạch Minh Tiến ạ. Xin chúc mừng anh Thạch Minh Tiến ạ. Xin chúc mừng anh Lê Thanh Bình ạ. Anh Lê Thanh Bình đang ngồi ở đâu ạ? Mời người thứ năm may mắn tiếp tục ạ. Xin mời vị khách có tên Danh Võ ạ. Người thứ sáu, quý vị ơi, giờ tí nữa về nhớ chia lại danh này nha. Xin chúc mừng bạn Hoàng Lê Uyên ạ. Người thứ bảy, Lâm Ánh ạ. Xin chúc mừng bạn có tên Lâm Ánh ạ. Người thứ 8, Võ Thị Huyền Như ạ. Vâng ạ, vị khách may mắn thứ 9 xin được chúc mừng anh Lê Văn Toàn ạ. Vâng ạ. Và vị khách may mắn thứ 10 có tên Phạm Văn Đông mà, xin chúc mừng anh Đông. Đủ ra 10 chiếc ấm đông đun siêu tốc đầu tiên chúng ta đã tìm ra được những người vị khách may mắn. Và chúng tôi xin trân trọng được mời lên sân khấu anh Bùi Văn Thận, thành viên của hội đồng quản trị, sẽ cùng tiến lên sân khấu trao 10 giải khuyến khích dành cho 10 vị khách may mắn đầu tiên.
vị khách may mắn nữa cho năm giải ba, đó chính là bộ dao mũi nĩa cao cấp nhập khẩu. Vâng ạ, tiếp tục và sứ mệnh đem đến niềm may mắn cho tất cả quý vị đi ăn 5 người ạ. Vị khách đầu tiên Nguyễn Thành Phát ạ. Xin chúc mừng vị khách có tên Nguyễn Thành Phát ạ. Số 2, xin chúc mừng Lâm Ánh ạ. Xin chúc mừng bạn Lâm Ánh ạ. Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Chị Ngọc Hoa ơi, trúng giải rồi chị ơi. Đó là vị khách thứ 4. Xin chúc mừng chị Trương Thị Úc ạ. Và vị khách thứ 5 trúng giải 3 của chúng ta, xin được chúc mừng chị Trần Thị Tiền ạ. Đối tác khách hàng sẽ cùng tiến đến sân khấu trao 5 giải 3 đến tất cả các anh chị may mắn ngày hôm nay. Xin rộng kính mời anh.